Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau nhiều năm kiến nghị, nhà đầu tư ngoại đang đứng trước cơ hội được mở tung cánh cửa bước vào các công ty đại chúng theo đúng tinh thần các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia. Sửa đổi luật chứng khoán lần này được coi là một bước ngoặt lớn sau nhiều năm mở cửa đón vốn ngoại. Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng điểm lại chặng đường mở cửa đón vốn ngoại của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những dấu mốc về các quy định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua. Ngày 10 tháng 6 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 139 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở Nghị định số 48 ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo quyết định này, các tổ chức cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức phát hành, chứng chỉ quỹ đầu tư của một quỹ đầu tư chứng khoán. Trong đó, một tổ chức nước ngoài được nắm giữ tối đa 7% và một cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa là 3%. Đối với trái phiếu của một tổ chức phát hành, các tổ chức cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 40% tổng số trái phiếu đang lưu hành của một tổ chức. Trong đó, một pháp nhân nắm giữ tối đa 10%, một cá nhân nắm giữ tối đa 5%. Với công ty chứng khoán, mức nắm giữ tối đa của bên nước ngoài trong công ty chứng khoán liên doanh là 30%. Đây là quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhìn lại quy định này, các thành viên thị trường dễ dàng nhận thấy, cái thuở ban đầu ấy quy định về room rất chặt chẽ, khi giới hạn không chỉ trần sở hữu của nhóm nhà đầu tư ngoại ở mức thấp, mà còn đồng thời giới hạn trần sở hữu với từng nhà đầu tư. Với quy định này, nhà đầu tư ngoại chỉ có một lựa chọn duy nhất là đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhìn quy định này ở thời điểm thị trường chứng khoán mới trong giai đoạn đi những bước đi đầu tiên và nền kinh tế vẫn ở giai đoạn đầu của việc chuyển đổi, thì sự thận trọng là có thể hiểu được. 4 năm sau đó, tại quyết định số 146 ngày 17 tháng 7 năm 2003, thay thế quyết định số 139, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đã thay đổi khá mạnh mẽ, với trần sở hữu 30% số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành, đồng thời bỏ giới hạn trần sở hữu cho một nhà đầu tư. Trần sở hữu của khối ngoại tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được nâng lên 49% vốn điều lệ, không giới hạn về tỷ lệ sở hữu đối với trái phiếu. Đến năm 2005, mức trần về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán đã có bước thay đổi căn bản tại quyết định số 238 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trần sở hữu khối ngoại đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là 49% vốn điều lệ, công ty đại chúng niêm yết đăng ký giao dịch là 49% số cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch, trừ trường hợp một số ngành nghề đặc biệt và không hạn chế đối với trái phiếu, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam ký kết có quy định khác. Năm 2015, tức 10 năm sau khi có quyết định 238 được ban hành, Nghị định 60 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58 ngày 20 tháng 7 năm 2012 được ban hành, thiết lập một tư duy mới, một bước tiến mới trong câu chuyện về room. Nghị định 60 cũng quy định với các công ty đại chúng mà ngành nghề không hạn chế, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Theo đó, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, công ty đại chúng hoạt động trong ngành nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó. Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%. Với quy định tại Nghị định 60, doanh nghiệp được trao quyền chọn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi trần cho phép của ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động. Với những quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại như hiện tại, các thành viên trên thị trường chứng khoán đã có những kiến nghị gì? Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Độ mở của nhà đầu cửa thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại, mặc dù chúng ta đã có những cơ chế nới room nhất định, nhưng thực tế ra khi chúng ta nhìn vào toàn bộ cái quy chế tham gia thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài là thực sự là vẫn còn rất nhiều các cái vấn đề khó khăn. Ví dụ như bản thân chúng tôi phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài, công ty chứng khoán Kỹ Thương, thì cái việc từ cái việc mở tài khoản, xin được trading code, cho đến cái việc là chuyển tiền đầu tư, chuyển tiền ra, chuyển tiền vào như thế nào,
dẫn đến là các cái thủ tục thực sự là khó khăn với nhà đầu tư nước ngoài. Bản thân một cái điểm nữa là gì, mở với nhà đầu tư nước ngoài không nhất thiết phải là bắt họ sang đây để mà giao dịch. Mở còn có nghĩa rằng là gì, chúng ta có thể mở để cho họ có thể giao dịch thẳng từ các cái, khi họ ngồi ở bên nước ngoài họ có thể giao dịch thẳng từ bên nước ngoài được. Hiện nay thì chỉ các nhà đầu tư nước ngoài có tổ chức thì chỉ có một kênh duy nhất là họ đi cùng với Bloomberg để họ đặt lệnh từ 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 nước ngoài. Nhưng đối với các nhà đầu tư khác ở trên thế giới thì chúng ta gần như không có cái kênh nào đấy để mà mở cho họ vào thị trường mình cả. Họ lại phải sang Việt Nam, họ phải làm bao nhiêu thủ tục nhiêu khê để mới có thể mở được tài khoản rồi mới có thể được giao dịch, mà mỗi lần giao dịch thì cũng rất là khó khăn. Thì một cái động thái gần đây của VN Direct khi họ kết nối với cả một số công ty chứng khoán ở trong khu vực để cho nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt lệnh thông qua các công ty chứng khoán các khu vực, đấy là một cái hành động mà có thể, một cái hành động khá là tiên phong mà để có thể thu hút thêm và tăng tính mở cho thị trường Việt Nam. Thì hầu hết là về mặt quy chế, cơ chế về giao dịch cũng cần phải mở theo hướng đấy để cho nhiều công ty chứng khoán khác cũng có thể tham gia một cách như vậy. Việc nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài thì không phải bây giờ, mà trước đây mấy năm cũng đã có khá nhiều tin đồn rồi, nhưng liên tục bị hoãn lại, khiến cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều lần hy vọng mà cũng nhiều lần thất vọng. Nếu như quy định này trong năm nay được thực hiện, thì nó sẽ thu hút lớn lượng nhà đầu tư nước ngoài, vì room cho các nhà đầu tư ở nhiều mã hiện nay là 49% đã hết rồi, họ muốn mua thêm cũng không mua được. Trong khi đó, ở Việt Nam lại không có nhiều quỹ để nhà đầu tư nước ngoài mua thông qua quỹ đó được. Cái quyết định mà đầy đủ về các cái danh mục ngành nghề để cho thuận tiện cho cái việc mà nới lỏng tỷ lệ sở hữu thì hiện nay chưa có. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp là dựa trên các thông tư hiện có, dựa trên cái luật đầu tư đã có, thì doanh nghiệp chủ động xác định xem mình nằm ở trong danh mục nào. Trong trường hợp có vướng mắc thì Ủy ban chứng khoán sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp để có đệ trình bộ kế hoạch đầu tư cho ý kiến chỉ đạo đối với các doanh nghiệp để mà tháo gỡ cái việc mà nới tỷ lệ sở hữu. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã biết là trong luật đầu tư thì trên 51% thì coi như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi mà chúng ta nới tỷ lệ sở hữu lên 100% thì có thể các doanh nghiệp này sẽ trở thành doanh nghiệp nước ngoài và bị những cái chi phối của thủ tục đầu tư nước ngoài nó sẽ cản trở. Vì vậy thì chúng tôi cũng đang gấp rút để mà nghiên cứu hai cách. Một cách là có thể bằng một cái thông tư của Bộ sau khi được sự đồng ý Bộ Kế đầu tư để có những cái hướng dẫn tháo gỡ việc đó. Thứ hai là có thể có một cái nghị định chính phủ tiếp tục để mà tháo gỡ cái việc này. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tùy từng ngành nghề và theo quy định của nhà nước mà tỷ lệ là khác nhau. Các doanh nghiệp có ngành đặc thù thấp nhất khoảng 36%, các ngành khác có tỷ lệ có thể đạt 75%, đặc biệt ưu tiên cho các tổ chức đầu tư hoặc các tập đoàn lớn có kinh nghiệm trong ngành. Trong quá trình tái cơ cấu cũng gặp khó khăn trong việc thích ứng với những thể chế quản lý cũ, cần có thời gian để chuyển hóa. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, sau khi tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước thì nhận ra rằng có những khó khăn trong việc kết hợp với các cổ đông cũng như các bộ phận quản lý cũ. Cần phải có thời gian thích ứng. Hơn nữa, các doanh nghiệp dưới sự quản lý của nhà nước thường có thể chế không mới linh hoạt và thường không theo kịp tư duy thị trường trên phương diện kinh doanh và thị trường hóa. Đó là những mặt hạn chế cần thay đổi của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong tiến trình cổ phần hóa. Nếu dự thảo luật chứng khoán sửa đổi được thông qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ có một bước ngoặt rất lớn, nhất là về thu hút dòng vốn ngoại. Sự tham gia sâu rộng của khối ngoại chắc chắn sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước thực sự thay đổi nhiều mặt từ nền tảng quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhưng đó là trong trường hợp doanh nghiệp mong muốn hợp tác và sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Còn nếu không, vẫn còn rất nhiều cách để doanh nghiệp có thể tránh nới room ngoại. Vậy cụ thể ra sao? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hiện nay, các công ty đại chúng trong nước đang được mặc định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49%, trừ khi ngành nghề kinh doanh có quy định đặc biệt. Ví dụ, nhóm cổ phiếu ngân hàng có tỷ lệ sở hữu trần cho nhà đầu tư ngoại là 30% vốn điều lệ. Theo Nghị định 60 năm 2015 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58 năm 2012 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán. Nếu ngành nghề kinh doanh cho phép, các doanh nghiệp có thể được nâng room ngoại lên mức tối đa là 100% sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc nới room. Tuy nhiên, quyền quyết định nới room nằm ở ý chí của cổ đông lớn và hội đồng quản trị. Vì có những doanh nghiệp dù đủ điều kiện để nới room, nhưng hội đồng quản trị không đưa ra thông báo mở room, nên room vẫn là 49%.
Theo Điều 32 dự thảo luật chứng khoán sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng là không hạn chế, ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành nghề có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Như vậy, với quy định này, doanh nghiệp trong tình huống không bị yếu tố cản trở về ngành nghề kinh doanh, rung ngoại sẽ tự động ở mức 100%. Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên mà tham gia mà có cái quy định khác, hoặc là các cái pháp luật chuyên ngành có quy định khác về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì là các công ty đại chúng phải tuân theo các cái quy định đó. Thế còn không thì trong nghị định 60 quy định một cái tỷ lệ tối đa là 49%. Tuy nhiên trong luật chứng khoán lần này thì cái tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng là không hạn chế, trừ khi mà đối với các cái quy định về trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc là pháp luật chuyên ngành có cái quy định khác về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì phải theo cái tỷ lệ sở hữu nước ngoài đó. Với sự thay đổi này, giới phân tích cho rằng dự thảo luật chứng khoán nếu được thông qua sẽ tạo ra một bước nhảy vọt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái điều đó sẽ giúp thị trường chúng ta có được hai điểm tốt. Thứ nhất là nó giảm cái tỷ lệ chiết khấu trong vấn đề định giá đối với các cái doanh nghiệp đó. Cái thứ hai nữa là nó giúp tổng thể cái thị trường của chúng ta thu hút thêm được một cái lượng vốn tương đối là tốt, và sẽ dẫn đến những cái vấn đề như minh bạch hay là hoạt động kinh doanh nó sẽ tốt hơn. Nới rung ngoại lên 100% không chỉ đem lại những thay đổi về chất đối với các doanh nghiệp trong nước, mà còn là một yếu tố quan trọng để giúp thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Vào nhóm thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút được lượng vốn ngoại rất lớn, ước tính khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Thì đây tôi đánh giá là một cái bước đi tương đối là quan trọng và rất là cần thiết đối với để trong cái quá trình phát triển của thị trường cũng như là trong cái mục tiêu nâng hạng của thị trường Việt Nam. Với việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài, khi nhà đầu tư ngoại nắm tỷ lệ sở hữu từ 51% trở lên, thì theo luật đầu tư, công ty sẽ bị xem như là công ty nước ngoài và phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư. Theo quy định, đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư ngoại đạt từ 51% vốn điều lệ, doanh nghiệp còn chịu sự ràng buộc về các khoản mục đầu tư. Ví dụ, có thể doanh nghiệp đang đầu tư vào những ngành nghề chưa cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia, như phân phối dược phẩm. Vướng mắc này chưa được giải quyết tại dự thảo luật chứng khoán sửa đổi. Có thể thấy rằng, luật chứng khoán sửa đổi dù đã có những quy định thông thoáng về rung ngoại, nhưng vẫn đang vướng phải quy định trong các luật chuyên ngành khác như luật đầu tư hay luật doanh nghiệp. Sự chồng chéo như vậy có thể khiến quy định về rung ngoại của luật chứng khoán sửa đổi chỉ là những quy định nằm trên giấy. Theo cái luật bây giờ thì một số các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là vẫn chưa được mở rung, và cũng chưa có một cái quy định nào quy định cụ thể là những cái ngành nghề nào thì sẽ được mở rung và những ngành nghề nào chưa có. Mà hiện tại thì chúng ta cũng chỉ biết được là một số các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu mà các cái doanh nghiệp mà vẫn còn vướng những cái ngành nghề đó thì sẽ không được mở rung. Chính vậy đây cũng là một cái mà các cái doanh nghiệp mà không muốn nâng rung nước ngoài có thể lách được, là bởi có thể là họ sẽ thêm những cái ngành nghề này vào trong cái mục cái list hoạt động kinh doanh của họ, thì như vậy là họ cũng sẽ không phải nâng room, và cũng rất khó để có một cái luật nào đấy để có thể khiến họ phải mở room cho nhà đầu tư ngoài. Thêm vào đấy thì theo luật doanh nghiệp, hoặc là ví dụ như một số trường hợp thì họ cũng có thể thông qua đại hội cổ đông họ ấn định một mức mà room nhất định nào đó cho nhà đầu tư nước ngoài. Để quy định nới rung ngoại lên 100% trong luật chứng khoán sửa đổi có thể đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, thì các cơ quan quản lý cần tiếp tục cân nhắc đến những luật liên quan, từ đó mới thực sự giúp các doanh nghiệp niêm yết nói riêng, thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung có được bước tiến lớn trong việc gia nhập thị trường quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn, và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.